Vâng và cũng nhân chuyện người bệnh tử vong được trở về nhà trong manh chiếu buộc phía sau xe máy thì trong chuyện tối nay ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về quyền của người bệnh sắp chết là liệu họ có quyền được ra đi trong êm ái với sự hỗ trợ của các bác, các thiết bị y tế, y bác sĩ, thuốc men hay được đưa về nhà và chấp nhận chết trong đau đớn vật vã bên cạnh người thân. Vâng, và nếu tiếp tục mở rộng câu chuyện thì nó sẽ trở thành vấn đề lớn hơn, gây nhiều tranh cãi hơn, đó là việc có nên có cái chết êm ái hay không. Trong khi phần lớn các nước trên thế giới thì vẫn còn đang tranh cãi rất gây gắt về vấn đề này, thì một số ít các nước trong đó có Bỉ đã thông qua quyền được chết êm ái của người bệnh. Và cách đây ít ngày thì một cô gái 17 tuổi đã lựa chọn cái chết êm ái nhằm chấm dứt đau đớn. Đây là bệnh nhân nhi đầu tiên chọn hình thức này sau gần 2 năm Bỉ thông qua luật cái chết êm ái cho trẻ em. Theo đại diện của Ủy ban Liên bang về cái chết êm ái của Bỉ, một bác sĩ địa phương đã thực thi cái chết êm ái cho thiếu niên nói trên hồi tuần trước, song không cho biết thêm chi tiết. Ông Distelman cho biết đây là một trường hợp đặc biệt. Năm 2002, Bỉ hợp pháp hóa quyền được chết của bệnh nhân đã, chết, đã hết hy vọng cứu chữa. Đến năm 2014, Quốc hội Bỉ thông qua luật bãi bỏ giới hạn độ tuổi và áp dụng quyền đặc biệt này cho cả trẻ em vị thành niên ủy ban liên bang về cái chết êm ái của bỉ nhấn mạnh luật pháp bỉ quy định rất chặt chẽ về hình thức chết này số trẻ em phải lựa chọn cái chết êm ái là rất ít Hiện nay thì chỉ có một số nước cho phép cái chất êm ái đó là Hà Lan, Bỉ, Hàn Quốc, Colombia và Luxembourg. Tuy nhiên phần lớn các nước này chỉ trao quyền này cho người lớn. Trong khi đó thì luật của Bỉ linh hoạt hơn và không quy định tuổi tối thiểu của bệnh nhân chọn hình thức này. Tuy nhiên để được phép thực hiện điều này thì phải trải qua nhiều quy trình kiểm tra chặt chẽ. Các bệnh nhân phải được xác nhận là còn có ý thức và có khả năng tự đưa ra quyết định cho sinh mạng của mình. Và tiếp đó thì cần phải có sự tham vấn của các nhà tâm lý hoặc là bác sĩ tâm thần. Và cuối cùng thì bố mẹ của trẻ vị thành niên đưa ra yêu cầu an tử phải đồng ý với quyết định của con họ. Phương thức phổ biến nhất để giúp bệnh nhân ra đi nhẹ nhàng đó là một liều thuốc an thần liều mạnh dưới sự trợ giúp của các bác sĩ. Vâng và ở Việt Nam chúng ta thì cũng đang xem xét để đưa vấn đề này vào luật và dù ủng hộ hay là bác bỏ đề xuất quyền được chết thì nhiều bác sĩ vẫn chung một lo ngại về việc là ai sẽ là người thực hiện bởi điều này mâu thuẫn với sứ mệnh của nghề y là cứu người. Do đó nếu đưa quyền được chết vào luật thì phải tính kỹ cả những yếu tố này nữa.